đấy là trực tiếp đúng không anh? Đấy trực tiếp đi. Có em ơi, chiều đi bán kit nha, chiều đi bán kit. Là cái này thắng tầm đi là chiều đi bán kit đây. Cái này tầm tứ kết tầm này vẫn nhẹ nha. Tua 1 là này. Thì giữa vòng 1, vòng 2 của thẻ này xong thứ một chưa anh? Dựa vào đây là cái đầu thứ một năm bên áo đen thôi. Trận đấu tiếp theo giữa đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh và Quân đoàn 4 sẽ tiếp tục diễn ra tại sân số 1 với tỷ số 11-5 nghiêng về đội Thành phố Hồ Chí Minh. Túi bắn pháo hoa này. Vừa anh đấy chưa? Chửa chưa? Chửa. Anh nhớ đó là anh thuê một cái nhà tò đúng không? Nhà gì? Cầu. Đập bóng tốt. Điểm cho quân đoàn 4. 6-11. 6-11. Chán bóng tốt. Điểm cho quân đoàn 4. Bác số 1 7 khỏe. 11. Có tuổi mà khỏe chứ. 27 vậy. Giải quân khỏe. Phủ cống ạ. Vừa phát vừa chắn vừa cống. Điểm cho quân đoàn 4. 8-11. Chứ mình cũng phải vài đổi cơ này, 4-5 đổi. Bỏ bóng tốt, điểm đôi điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 12-8. Rồi, hồi này có nhiều người bóng thấp, em ơi. Có cao, có nhiều người thấp. Thấp mà tầm 8. Đánh thật. Chân bóng tốt. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 13-8. Hai đội đổi sân. Chính ngồi cái bóng là gì đẹp hay mẹ ở mua bán mà mua với mình đéo hay kính đẹp chứ nữa. Mình đéo để đánh bóng kính đéo. Đánh bóng tắm biển thì đi biển đéo được mà. Đổi ra sân, đổi sân và tiếp tục thi đấu. Mà kính nó chắc cũng đắt tiền thôi. Mời một phần cao cát ở sân số 2 về sân số 1 làm nhiệm vụ. Kính phải đi đéo đẹp á. Em không muốn tắt anh ơi, vừa mà tắt mất công phải phát lại, phải gắn thẻ mọi người lại. Tầm như hay này. Đập bóng tốt. Điểm cho quân đoàn 4. 9-13. Đang bên 2. Đỏ đánh quần láo bên 4. Rồi.
Kiếp. Đập bóng tốt. Đội điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 14-9. Đập bóng tốt. Đội điểm cho quân đoàn 4 10-14. Điểm cho quân đoàn 4 11-14. Tuần này chưa anh ơi, đấy là tứ kết mà. Đây mong tốt. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 15-11. Đập bóng tốt, đội điểm cho quân đoàn 4 12-16. Hai đội đổi sân và tiếp tục thi đấu. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 17-12. Mẹ nó đập cho được điên không? Mời bộ phận cào cát vào sân số 1 làm nhiệm vụ. Xin mời bộ phận cào cát sân số 1. Số 1 cao thế. Một cao. Bộ phận phục vụ cho xin ít nước cho vận động viên. Đập bóng tốt, điểm cho quân đoàn 4 13-17. Người như anh số 2 đi đẹp thầy. Người đồng. Phát điểm tới. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 18-13. Hãy subscribe.
để anh bóng tôn điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 19-14. Chưa chắc em đi ăn kiếm kiểu mua chập bín kiểu đây ngồi chơi ngày đi thế sáng gửi máy đơn thôi ngày chơi mỗi ngày đi thì đưa anh em ta đi ăn. Anh ở đây đấy Trần Bóng Tôn điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 20-14. Chủ nữ là cơ quan này đó. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 21-14, kết thúc hiệp đấu thứ nhất với phần thắng nghiêng về đội Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh nản này, bầu đi mạnh quá. Mời hai đội ra sân và tiếp tục thi đấu. Cái đôi mà đi hay đôi chuyến đi đỏ đỏ em đang đi á. Đỏ đỏ mà nặng cổ gì, đỡ cổ, cổ lực gì. Cá cổ trong nó. Đợt này nó đang mệt chiến có màu xanh lắm á. Ép anh cái đó rồi rồi. Đôi chim ép đó. Rồi rồi. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 1-0. Thì như kiểu dòng mới đánh không bán, thì anh mấy cái dòng cũ mới. Anh là bán có sử dụng đúng không? Đội điểm cho quân đoàn 4. Đây là một là các lô về đều. Đối thế này anh đem xem vào đó nha. Phải đây. Tiến vừng nó bán được nè. Bạn anh ảnh Việt anh nhiều. Đúng rồi anh Việt thì anh nhiều không hiểu. Lâu lắm rồi. Trần Bóng Tôn điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 2-1. Hai gì? Để nhỏ chăng ơi. Bóng ngoài sân, đội điểm cho quân đoàn 4 2-2. Bóng trong sân, điểm cho quân đoàn 4 3-2. Bỏ bóng tốt, điểm đội điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 3-0. Số 1 bật bóng. Phạt bóng ra ngoài, đổi điểm cho quân đoàn 4. 4-3.
điểm cho quân đoàn 4. 5, 3. Cái kính nó đeo ngủ không bớt này. Mày, Trọng Sơn luôn. Bóng Trọng Sơn, điểm cho quân đoàn 4. 6, 3. Đánh bóng tốt, đội điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 4-6. Bỏ lại. Đánh bóng tốt, đội điểm cho quân đoàn 4-7-4. Đi nửa tiếng, mẹ tiếng mới sinh nhật, mình không mời anh đi uống rượu chứ. À. Đập bóng tốt, đội điểm cho Thành phố 5-7. Nhiều bán kết là bóng 2 tuần này. Chết rồi. Hay quá. Đập bóng tốt, điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 6-7. Chân bóng ra ngoài, điểm cho quân đoàn 4. 8-6. Không. Trời đổi gì đây. Tình cảnh như thế. Em không biết đâu nó đâu chỉ cần nó cột thấp. Nếu như kiểu nếu như ở đối cổ phí với túi tiền châu luôn á. Nhưng mà đối nó cột thấp vậy. Đó là cả bê bê rô ép chỉ cột cột chứ. Chí bê rô ấy. Đấy hay nói. Đập bóng tốt, điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 7-8. Từ bữa có đôi sai bất bốn mà đối như kiểu Tú mấy phi đó mà dán lỗi kỹ thuật, điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 8 đều. Đôi nó mới tinh luôn, có 2.6. Đập bóng tốt, đội điểm chung quân đoàn 4, 9-8. Anh đang có cao mấy lắm. Đợi bọn mình được 1m8 đúng không? Chắn bóng ra ngoài, đội điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh, 9 đều. Phạt bóng không qua lưới, đội điểm chung quân đoàn 4, 10-9. Chắn bóng ra ngoài, điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 10 đều. Phạt bóng ngoài sân, đội điểm cho quân đoàn 4 11-10. Thank you.
khí trời mình đi mát thôi. Quá lâm cởi hoang của xoáy. À, chụp ảnh đi hoang. Bình Dương. Đi ra ngoài rồi. Mời hai đội ra sân và tiếp tục thi đấu. Một chỗ. Anh nào biết có bán kết đấy không à? Nhưng mà đấy tứ kết này. Số 1. Này chưa? Đấy tứ kết. Phát bóng. Em lại dài rồi. Biết 30 phút rồi. Điểm cho quân đoàn 4, 12, 10. Đánh bóng tốt, đổi điểm cho thành phố Hồ Chí Minh, 11, 12. Đây, kéo mày đứng rồi. Kéo lắm. Số 2 phát bóng. 90 đánh bóng tốt, đổi điểm cho quân đoàn 4, 13, 11. Đập bóng tốt. Đội điểm cho thành phố Hồ Chí Minh, 12, 13. Về quê thì mẹ bắt kia đánh bóng, ai đánh lại được. Đập bóng tốt. Điểm đội điểm cho quân đoàn 4, 14, 12. Bắt bóng ra ngoài. Đội điểm cho thành phố Hồ Chí Minh, 13, 14. Đập bóng tốt, đội điểm cho quân đoàn 4, 15, 13. Hai đội đổi sân. Chân bóng tốt, điểm cho quân đoàn 4, 16, 13. Mà anh chiều về về sớm nhưng về muộn, đéo về đúng không? Chiều về được bóng tốt, kín xe. Điểm cho thành phố Hồ Chí Minh, 14, 16. Anh có ra được đường mòn cũng tắt đường. Của anh về bình thường. Qua sáng anh mình đi bắn pháo hoa anh. Chiều anh đổ về đây đây. Đập bóng tốt, đổi điểm cho quân đoàn 4, 17, 14. Tốt thật. Là nhỏ hơn anh khôn lắm ạ, anh khôn lắm. Là đội mũ á. Đánh xong rồi nhìn điểm cho thành phố Hồ Chí Minh, 15, 17. Đó là nhìn đối thủ như thách thức.
Trời hay. Sút. Đập bóng tốt. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 16-17. Giáo thực đứng lưới hai mắt. 16-17 rồi. Đập bóng tốt, đổi điểm cho quân đoàn 4 18-16. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 17-18. Khai chụp bơ. Đánh với là số 2 bên dưới anh. Mình chỉ có 2 lần đi. Có. À 3-4 quân đoàn 4 đó. Chủ. Điểm cho quân đoàn 4 19-17. Có khả năng một đều. Đập bóng tốt, đổi điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 18-19. Xa khó đấy. Chứ mà xa thằng đấy, khó đấy. Hát khó là được. Hát khó là gì chán. Đội điểm chúc quân đoàn 4 20-18. Phong thái hơi. Thần thái ổn đó. Đội điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 19-20. Nếu mà có sắp 3 thì có học lái nhá. Học lái tim không? Lái cho xem nếu ai cảm ơn. Rồi. Chân bóng ra ngoài. Điểm cho quân khu vực quân đoàn 4 21-19. Kết thúc hiệp đấu thứ hai, phần thắng nghiêng về quân đoàn 4.